những gương mặt nhà vô địch đã lộ diện. Và họ đều đã sẵn sàng để tham gia cuộc đua tài tiếp theo của những người xuất sắc nhất. Những cung đường mới, những thử thách mới đang chờ đón họ chinh phục. Tinh quái hơn, độc đáo hơn, hài hước hơn, hấp dẫn hơn, và chắc chắn sẽ căng thẳng gay cấn hơn. Ai sẽ vượt qua và chiến thắng trong cuộc đua của những nhà vô địch? Tất cả còn là ẩn số. Cặp đua đầu tiên đã lộ diện, hai cô gái cùng những người bạn đồng hành hoàn toàn mới. Ai sẽ vượt qua chính mình và tiếp tục giành chiến thắng? Hãy đón xem bạn đường hợp ý cuộc đua của những nhà vô địch mùa thứ hai. Đây. Đây. Các bạn thấy cái gì? Dừa. Nhưng mà cái khóa này là sao nhỉ? Chỉ bằng các vật dụng chương trình cung cấp cho mỗi đội gồm 5 trái dừa khô, 20 que diêm, 1 tờ giấy báo, 3 lít nước sạch, 4 thanh mía, 1 con cá, 300 gram gạo, trong thời gian 120 phút, hai đội phải hoàn thành việc nấu cơm và nướng cá trong thời gian quy định. Hoàn thành việc nấu chín cơm được 5 điểm, hoàn thành việc nướng chín cá được 2 điểm, đội hoàn thành xong trước được 2 điểm. Hiểu chưa? Ok. Hiểu chưa? Thế là thời gian bắt đầu. Ok. No. Ok. You take this one. This one. Dừa làm gì? You do like this for look anh này. Do you like this for this one here, okay? And here, cái đó. No, because we have this one, so we can make fire here. This one. Only this one you think is right, which is okay? Yeah. Yeah. Not sure. Only this one. Please, tell me what to do. You want me to break this one? What do you want me to do with that? Fast. Được cho đó thôi, Phương Hương thấy mình làm gì hết. Okay. Maybe burn this one. Yes. This? Yeah, hit it. Hit it. With that? With this one? Yeah. Cannot. Anh đi kiếm cho anh 3 cục đá để bác làm cái nồi. 3 cục đá, xem. Kim cái đó hả? Dừa tơi hả? Không, 3 cục đá. À. 3 viên đá. Cái đó? Cục đá. Cục gạch. Cục gạch hoặc là cục đá để mình cái nồi lên, ok. 3 cục. Just buy a stone for me. Stone? What is stone? Stone just Tell me what is stone. I don't know what is stone. Please let me do that. You go to take your stone. I don't know what is stone. Trời ơi, hoa lột như phòng tay còn gì nữa. Có nhiêu đây sao nấu nướng được trời. No. Không có. Đi tìm xa hơn. Vinh. Đâu cái này đâu có làm được gì đâu. Anh làm cái đó nè. À, có nhiều. Em lấy cái đó nè. Cái này em nấu lên nó sẽ bị bể. Đốt lửa lên nó sẽ bị bể cái này, bở cái này. Không, phải có cái đó ở trong. Hiểu không? No. Đúng rồi. Hả? Yes. I go. No, you don't need to. So. Tell me what to do. Em làm gì? Em làm gì bây giờ? Em. Okay. Em cái này ra cho. Okay, yeah. Trời, em không thấy cái đó. Nè, em làm cơm nè. Oh. Clean? Two. No, not two.
cơm rồi nhiêu nước nè. Gạo nhiều quá. Ít thôi, phân nửa đó thôi, tại nhiên em nấu gì đó nấu cả tháng rồi chưa chín nữa. Okay, we make fire now. I think it's enough. Enough coconut. We don't have time. No, no, no. Please, Garrick, help me. Please, I make the fire. You finish this. Yeah, make the fire. Oh. No, no, no. No, wait, wait, wait. Justin, be careful. You put enough water. You don't put water. I'm. You don't put water. Okay. Nhiệm vụ của em nè, chỉ cần đốt lửa này cho nó cháy đều lên thôi, ok? Nha. Chỉ vậy thôi. Rồi ok, vô ngồi cho anh nè. Thổi lửa. Thổi đều lên, cứ hết lửa thì cứ đút cái này vô, đốt. Yeah. Ok vậy thôi nha. Rồi, còn chị khách đen. You know, when you want fire just chup chup làm win. Little. Just a little, okay? Oh yeah. Wow. Mười phút chín rồi. Yeah. Mm. But me, I never do the matches. Okay. I told you that the fish have to be very close from the fire. Wow, trời ơi, nó vàng thế. Wow. Quá tuyệt. Rồi, xong rồi. Chưa chờ chín nữa. Ok, good job. Ok. Da. Ok. Stop. Ok. We have to try. Rồi. Wow. Wow, chín đều hết luôn. Rồi bên này chín bị nứt luôn. Yeah. Put the fish where the fire is, okay? I let you do. Cá chín luôn nha, mình tại bỏ này cho nóng cho ngon. Mà chưa hết, mình sẽ kiểm tra cơm. Wow, ngon không? Trắng phao luôn ha. Nhìn giống như là nhà đó. Yeah. Đây. Đấy. Wow. Thơm. Dạ. Anh đi phải xé một miếng cá ăn với cá nướng nữa. Đấy. Cái cá nướng là tuyệt vời không? Cá một tim rất là buồn. Cái cơm lẻ nó nhìn rất là đẹp. Nhưng mà tương vị của nó rất là tuyệt vời. Yeah. Em kia. Ok. Phải công nhận. Món cơm ngon không? Là chuẩn. Ok. Ăn lại xong. Eat. Now we only use the fish. Mix it. Hold the fish. Hold the fish, please. Ok. My legs. Keep him. Wow. Cá rất là thơm. Thơm. Nè, con này ngon này, thấy gần điều nè. Được ngon rồi. Oh. Yeah. Bây giờ Adi phải thử cá. Ôi, nhìn thèm quá Adi ơi. Thơm. Thử thử miếng nữa. Ngon. Quá là chuẩn đấy. Yeah. We need more. Yeah. Okay, so then we need fire. Fire. Miss the right. More. 5 phút cuối rồi. Okay, give me something. And the time to do it. Miss the right. Yes.
This one. And I hold the face. Hold the face. Hold the face. Hold the face for me. Okay, let me do it. Rồi. No. Chúc mừng hai bạn. Bị ít nước rồi. Ok. Phải nướng bếp riêng chứ nướng chung. Anh thức, anh có thể ra ngoài để em làm được không thức? Ok. rất là bực cái cách mà anh Thức, khi anh Thức mình làm cái việc, anh Thức cứ ngồi anh Thức cái kiểu giống như I'm a winner, mình là người chiến thắng, anh Thức làm rối cái việc của rất không có tập trung, rất là cảm thấy rất là bực mình. Thức muốn qua chia sẻ với đội Karit về cái cách nướng cá với nấu cơm, mà thấy Karit cũng đang hơi bực, do đó không có nghe được cái cách hướng dẫn Thức. Tại vì nướng cá nướng chung với cái bếp cơm là không được, tại vì con cá nó vô nó án nguyên cái bếp cơm, đâu có lửa đâu, cháy nồi cơm, bây nồi cơm cuối cùng tới một tiếng đồng hồ mà chưa chín kịp. 10, 9, 8. Okay. 7, xong anh ạ. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Yeah. Thì phải kiểm tra cái sản phẩm của cái bạn thôi. I hope so, and we try so hard, so we cannot do better. If we do, if we lose, we cannot. Hy vọng nha, hy vọng là được đấy. Dầu lửa vậy. Không được. Xin lỗi nha, nhưng mà không thể nào gọi là chín. Đây, nhưng mà mau lên. Cái món cá nướng là đâu đây? Ok, this is a cat. Medium rare. Nói chung là bình thường là các bạn chơi phải trải qua mấy thử thách của chương trình, nhưng mà riêng hôm nay ấy. There is some grass in it. Bây giờ mình đứng lên không nổi chân quá. Thế là chưa hết. Đấy của Thành Thức. Mày Mày nông hoàn thành trước. Được thêm 2 điểm. Thế là 9 điểm. Đấy của Karik. Mày Mai Quen. Cơm thì Adi không nói nữa. Nhưng mà theo Adi ấy, là con cá này đã chín để ăn rồi. Thế là được 2 điểm. Thế là mình đã xong cái nhiệm vụ sinh tồn. My friend, what was the biggest problem here? The smoke. The smoke. Không có kinh nghiệm thì không thể nào làm được. Thành Thức thì cũng đã tôi đã từng biết trải qua, cũng biết những cái cách thực hiện, tại vì Thức cũng từ nhỏ cũng đã biết nấu nướng này nọ rồi. Giống như đội của Karis với Mai Quen thì Thức nghĩ chưa có từng trải qua những cái cảnh vậy. Thi đấu thì chắc chắn mình phải có thắng có thua, mình phải có hơn nhau để có động lực để phấn đấu. Why do you don't explain me every sentence of the paper when we have a challenge to do? Do you understand? I think we don't have enough time, and I think you smart enough to understand what we should we do. I heard the MC. Also, okay. Good, but that's my fault. No, I don't say that. No, that's my fault. I know you do the best. Yeah. Next time you have to translate me every single sentence of the paper, okay? Okay. Say yes. Yeah, I think Tantuk is very good at cooking. Otherwise, Karik is saying me we don't have any experience for cooking, but at the other challenge we will try the best, and yeah, Colin. Đây là nhiệm vụ dành nhé. Trời ơi. Time start. Now. Yeah.
chào cô. Cháu lần cháu cháu lần ở đâu? Cảm ơn. Hai thành viên nữ sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên để bắt đầu cho một chuỗi các nhiệm vụ liên hoàn mà chương trình yêu cầu. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành được chấm theo thang điểm được quy định trong phong bì đáp án niêm phong mà Adi đang giữ. Có cạc shop bằng cái đó ở đây. Chú bằng cái đó không? Dạ. Có cái đó cua bằng đúng ốc ý không? Nó không phải. Không phải chị em. Em nói là ở đây ở chỗ có cạc cạc chế cạc ăn bằng cái đó. Không biết hả? Rồi, cảm ơn chú. Ok, không sao, không sao. Cảm ơn chị. Hello. Open number one, don't open number two. When you meet your partner, open number two, okay? Only number one. Okay, thank you. Trong tổng thời gian quy định 30 phút, hãy đi mua một chú gà con và quay trở lại khách sạn, đánh thức bạn đồng hành của mình để cùng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Hello. Okay, open number one. Yes. Don't open number two. When you meet your partner, open number two, okay? Okay. Thank you. Ôi trời ơi. Có ơi. Giá là bao nhiêu? Thế em muốn một cái ạ. Dạ, chắc có. Nhanh cô. Yeah, biết rồi. Ok, có cái bí. Nó sẽ kể. Dạ cô biết ở đâu em được mua cái gà nhỏ nè. Là con, dám con gà mà nhỏ xíu. Một cái bao nhiêu tiền? Rồi, bye bye. Form là cùng trái có màu trắng. Tốt, dạ, cái đó. Cái này là tên gì tiếng Việt? Gà. Con gà mà tiếng Anh tên gì? Gà tàu. Tiếng Anh biết không? Biết tiếng Anh biết. Không biết tiếng Anh. Con gà thì tiếng Anh cũng vẫn là gà mà. Dạ ok, em mua một cái bao nhiêu tiền? Hả? Em mua một cái bao nhiêu tiền? 10.000 con. Đây mua một cái. Mua một cái. Một cái. Rồi gái 10.000 đi. Đây. Đây. Rồi cảm ơn. Ừ. Bye bye. Come here. Okay, we have to open this one. Các bạn hãy đến chợ Cao Lãnh tìm mua một cái lồng để đựng một chú gà con này. Sau đó, quay lại cổng chợ gặp MCRD để tiếp tục nhận nhiệm vụ tiếp theo. Just buy the yellow chicken? No, just the pork. We will put the chicken inside. Putain d'hôtel.
Hello. Yeah. Ok. Các bạn hãy đến chợ Cao Lãnh tìm mua một cái lồng để đựng chú gà con này. Sau đó quay lại cổng chợ gặp MC ở đây để nhận giữ theo. Ok, thấy chưa? Oh, chào Cao Lãnh. Đi rồi, hai đứa đi rồi. Đi chưa? Băng và máy đi rồi. Tại nó mà em không biết cách sang với đâu. Và mua cái con nhỏ mà ai biết. Chợ Cao Lãnh đâu chú? Mà em biết trời, em biết trời. Thì đi với thiên thì chỉ anh đi chứ anh đâu có biết. Chú ơi, chú có bán cái lồng mà đựng con này không? Con này không? Có nào gần 35 ngàn không chú? Không, cái này là nó 60 nè. Sáu chục thôi. Yeah, come on. Okay, we're back to the center. Go. Back to the center. Oh my god. Bên kia xong rồi kìa. Oh, ta cái lông gà, con gà con. Gà con nên ở trong lông gà nhá. What? Put inside, put inside. Okay. Hey, be careful, I don't want it. Okay, thế là đủ tiêu chuẩn. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là cái này. Và cái này là đậu cụ. Bạn hãy đi tìm mua 30 con cua đồng, nhưng phải sử dụng cuộn dây dù mà chương trình cung cấp để cột chúng thành một chuỗi lại với nhau, sau đó mang về đích để gặp Adi. Bây giờ còn 12 phút rưỡi nữa nha, nhanh lên nha. Tăng trời. Cái lòng gà mua ở đâu vậy chú? Chú biết lòng gà mua ở đâu? Cô biết trong đây chứ mà bán cua lồng cô? Cua lồng. Đây à? Cảm ơn. Chú mua cái lồng được gà con chú. Nhiêu tiền vậy? Chú lên chú lấy cho chú. Vậy là cái lồng được chú, nhanh lên cái này đi. Rồi cảm ơn. Rồi. Kênh nữa tiếp theo. Ok, thành thức. Nhiệm vụ tiếp theo và dụng cụ này, này. Cái này cua lồng không con? Một con bao nhiêu con? Một ký mấy con con? Ký khoảng mấy ba chục con. Lấy con một ký, 30 con. Cô, có cách nào mình lấy cái cọng chỉ này mình xuyên qua 30 con này không? Đâu làm được, Đi. Mày thấy con, mày thấy cua không? Dạ. Mẹ em để ngoài này làm cho dễ. Mặc dù khó quá. Đừng có làm sao mà. Good. You want me to help you? Yeah. It just works like this. Like what? Ah! Cậu kia là nó chết ra. Ok, có cách nào mình không có thể nó kẹp không con? You hold the his this, you hold this one. You hold this thing. You hold this thing. If I hold it, it will beat me. Không vậy là nó kẹp. Okay. Gì đó. Ừ, có gì đâu. Ở đâu bán cua đồng chị? Ai bán cua đồng vậy chị? Wait, I try. Wait, I want to try. Ok, lên, coi. Đi, cho con xin mua. Xin lỗi. Con mua 30 cua đồng nha. Không được, để con tự làm. Hai con. Chị coi kéo, cô coi kéo không? Fast.
Alo. Ủa vậy mới được chứ không có cô làm. Already do so many, so please. Okay, okay. One. Be careful, you see, when you don't do two, they go away. What? When you don't do two like this, they go away. So bad. Please do two. Otherwise, we lost our time, okay? Bao nhiêu con nữa nè? 21 con rồi. Look at that. They have so many, so... Oh, I have an idea. Look at that, it's not good. I cannot. Yo, take phone! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con nè, 6 con nè. 7, 8 con nè. 10 con nè. 11 con nè. We can take many many in same time. Try. Bây giờ bé bỏ xuống này xuống ngồi đây. Rất càng. No, we don't have 30. Look at that. Eric, yeah, I have to try to do many in the same way. Can you help me? I don't. This, we have to make a new one, right? Hey, yo, no. Six. Trả tiền cho phong bì. Bao nhiêu tiền? 100,000. Anh đưa tiền đâu? Không bị đi có đưa không? Không bị 100,000. Không có. Như tiền không? Trước hết mình phải kiểm tra số cua. Okay. 1, 2, 2. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Đây ạ. 30. Ok. Chính xác là 30. Còn bây giờ Karik với My Way. 2, 3, 4, 5, 6. We don't have enough time. So, time's up. Okay. Okay. Chuẩn quá. Let's go. We can't over there. Anh ơi. Okay, we go. 15 giây. Karik, mấy giây nữa? Yes. 19 con thôi. Ok. Còn một vấn đề thôi. Tính số điểm. Thành viên nữ gặp được Adi trước được 1 điểm. Trong thời gian 30 phút, hoàn thành các nhiệm vụ mua gà con, mua lồng và mang về đích gặp Adi được 2 điểm. Mua đủ và đúng 30 con cua đồng theo yêu cầu được 2 điểm. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và về đích trước được cộng 1 điểm. Đây là đội của Thành Thức về Mai Nông. Trong nhiệm vụ này được 5 điểm. Đội của Karik và Mai Wen được 3 điểm. Ok. Yeah.